Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Blockfood giá rẻ hoặc là sử dụng những cái dịch vụ chẳng hạn như là Robot 120 giờ Gamebot giá rẻ, cùng với đó là sẽ có rất là nhiều dòng quay cực kỳ hấp dẫn và may mắn. Với lại random ạc giá rẻ mà vô cùng VIP thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Ok, what's up man? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt THG đây. Thì mọi người có biết một cái thông tin gì không mọi người? Thì ngày hôm nay thì có một cái bản hack nó mới vừa được ra mắt nha mọi người. Thì hổm giờ thì trên kênh mình cũng đã làm rất là nhiều video review về những cái phiên bản hack mới nhất cho cái tựa game Blockfood Rave 4 rồi. Và trong đó có rất là nhiều bạn nói là anh ơi, những cái bản hack này là những cái bản hack mà theo kiểu là nó chỉ update lên thôi, chứ hiện tại là không phải là nó mới ra đâu. Đấy, thì cái này là cái đó là do nhiều bạn nói nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái bản hack vừa mới ra luôn nha mọi người. Mình đảm bảo là cái bản hack này nó mới vừa mới ra luôn. Tại vì là từ trước tới giờ mình review rất là nhiều hack rồi và mình chưa có gặp cái bản hack tên như vậy bao giờ hết mọi người ạ. Thì cái bản hack tên gì thì tí thì mình sẽ tiến hành mình review cho mọi người xem. Thì ngày hôm nay là mình sẽ tiến hành mình review một cái bản hack mới vừa được ra mắt nha mọi người. Đó, mới vừa được ra mắt luôn nha, chứ không phải là mới vừa được cập nhật lên nha mọi người. Đấy, thì hổm giờ có rất là nhiều bạn kêu mình review những cái bản hack mới. Thì đây rồi nha mọi người. Đó, ngày video ngày hôm nay thì cái video này để dành riêng cho mọi người nè, là làm những cái phiên bản hack mới ha. Đó, rất là ngon luôn. Rồi, thì cái bản hack này thì vô tình mình tìm được thôi mọi người ạ. Thì vào sáng ngày hôm nay này thì khi mà mình lên cái máy tính ấy, mình ngồi để mình tìm những cái bản hack mà mới nhất để mình làm video gửi đến cho mọi người á, thì vô tình á là mình tìm được cái bản hack này nó mới vừa được ra mắt luôn mọi người ạ. Thì mình có vào mình trải nghiệm thử á, thì mình thấy wow, cái bản hack này công nhận là nó mới vừa được ra mắt thiệt mọi người. Với lại là những cái tính năng mà nó mang lại cho chúng ta á, vô cùng VIP luôn mọi người ạ. Và cái chữ mượt á là nó sẽ kéo dài luôn nha mọi người. Mượt ơi là mượt luôn. Đó, những bạn máy yếu đồ thì vẫn có thể sử dụng được nha mọi người. Rồi, thì không dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test luôn cái bản hack ngày hôm nay cho mọi người xem. Thì để có thể chạy được những cái bản script hack á thì mọi người cần phải cài cái clean hack nha mọi người. Thì hiện tại là trên điện thoại là sẽ có hai cái clean hack để cho mọi người cài ha. Thì cái clean hack đầu tiên á là nó có tên là clean hack giọt nước nha mọi người. Và cái clean hack tiếp theo là có tên là clean hack flusu. Thì hai cái clean hack này á, là trên kênh mình á, có hướng dẫn cách cài của hai cái rồi. Thì những bạn nào mà chưa biết cách cài thì có thể kéo xuống phần mô tả để mọi người nhấp vào cái đường link video hướng dẫn cách cài nha. Đó, thì ở đây á, là dành cho những bạn nào chưa biết thì mình đang sử dụng bằng cái clean giọt nước để mình test cái bản hack ngày hôm nay cho mọi người xem nha mọi người. Thì nói chung là cái clean giọt nước với lại cái clean flusu á, thì hai cái clean á là nó cũng đều dùng để chạy những cái bản script hack thôi. Thì bởi vậy á là mọi người sử dụng cái bản sử dụng cái clean hack nào cũng được nha mọi người. Rồi, thì link của cái script hack ngày hôm nay á là hoàn toàn miễn phí và mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào á mà muốn sử dụng cái menu hack này để trải nghiệm thử á, thì có để sử dụng nha mọi người. Rồi, thì đây á là mình đã tiến hành mình copy cái script hack rồi, thì việc còn lại á là mình sẽ tiến hành mình vào đây, mình vào cái clean hack để mình dán vào thôi. Còn những bạn nào mà muốn có được cái script hack thì mọi người kéo xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận game ha. Thì link của cái script hack thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game nha mọi người. Rồi, thì ở đây là do là mình đã copy được cái script rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào trong cái clean hack này, mình dán cái script vào nha mọi người. Đây, thì như mọi người có thể thấy là cái script này là một cái script mới hoàn toàn nha mọi người. Đó, mọi người nhìn từng chữ thì mọi người cũng thấy là nó mới hoàn toàn rồi. Rồi, thì sau khi mà mọi người dán nó xong rồi thì mọi người nhấn chạy lên cho mình ha. Đó, mọi người nhấn chạy xong thì mọi người đợi khoảng chừng là 5 cho tới 10 giây rồi mọi người nhấn cái dấu X, mọi người đóng cái bản nhập script lại. Thì ở ngoài cái màn hình chính á, chúng ta sẽ xuất hiện một cái bản nhập key nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy cái tên nó lạ không? Cái tên này có tên là Mardok nha mọi người. Đó, đây là một cái bản hack có tên là Mardok Hub nha mọi người. Đây là một bản hack vừa được ra mắt nha. Đó, mình nhấn mạnh luôn là vừa được ra mắt để hỗ trợ cho cái Blockfood Rave 4 mới nhất hiện tại nha mọi người. Đó, rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình get cây cho mọi người xem ha. Thì để get cây trong cái bản hack này thì nó cũng như những cái bản hack đợt trước thôi. Thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái chữ get cây nè. Đó, nhấn vào xong thì nó sẽ thông báo là hiện tại là mọi người đã copy được cái link get cây rồi. Thì bây giờ việc còn lại là mọi người sẽ tiến hành mọi người thoát qua ngoài màn hình chính, rồi sau đó mọi người lên cái trình duyệt web của mọi người dán vào mọi người get cây ha. Rồi mọi người, thì hiện tại thì mình cũng đã tiến hành mình vào trong cái trình duyệt web Chrome trên máy của mình rồi này. Thì sau khi mà vào xong thì mọi người nhấp vào cái ô tìm kiếm á, mọi người nhấn giữ giúp mình vào cái ô đó thì nó sẽ hiện lên cái chữ dán. Rồi sau đó mọi người nhấn vào cái chữ dán là nó sẽ tiến hành nó dán cái link gateway ra như vậy nha mọi người.
đây link các cây của tên là Dotcake System nè mọi người thấy không? Đó, thì sau khi dán ra xong rồi thì mọi người nhấn tìm kiếm nè, là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web Linverty ha. Thì ở đây á, cái bản hack này á, get cây vô cùng dễ nha mọi người. Mọi người chỉ cần làm đúng một bước thôi thì mọi người có thể get cây được. Là khi mà nó đưa tới mọi người tới cái trang web Linverty thì mọi người kéo xuống, mọi người tìm cái chữ là free access nè, mọi người click vào cái chữ free access thôi. Đó, mọi người click vào thì nó sẽ tiến hành nó ra cái cây luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Làm đúng một bước thôi rất là dễ. Đó. Thì sau khi mà mọi người nó ra được cái cây rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ là copy cây nè. Đó, mọi người nhấn vào chữ copy thì nó sẽ tiến hành nó copy cái cây nha mọi người. Đó, vậy là mọi người đã copy cây thành công rồi. Thì bây giờ mọi người vào lại trong cái bản hack, mọi người nhập cây vào, mọi người sử dụng thôi. Vô cùng đơn giản nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì hiện tại thì mình cũng đã vào trong lại cái bản hack rồi nha mọi người. Thì sau khi mà vào trong lại cái bản hack rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái ô nhập cây này, rồi sau đó mọi người nhấn giữ giúp mình thì nó sẽ hiện lên cái chữ bát hoặc là cái chữ dán. Thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ đó là nó sẽ tiến hành nó dán cái cây ra nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mọi người đã dán cái cây vào trong cái bản hack rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ là submit nè. Đó, mọi người nhấn vào một phát thôi thì nó sẽ tiến hành nó check cây nè mọi người thấy không? Đó, nó hiện lên thông báo check cây, và sau khi check xong thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái menu hack nha mọi người. Đây. Đây là cái bản hack mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người nha. Một bản hack hoàn toàn mới. Mọi người có thể thấy là cái giao diện của nó hoàn toàn mới này. Mà Dothub nha mọi người. Đó, mà Dothub. Thì như mọi người thấy nè. Đó, mới không? Mới hoàn toàn luôn. Sao không mới được? Đấy, bản hack như vậy mà mọi người còn chê nữa thì mình cũng chịu luôn mọi người ạ. Đây là một cái bản hack mới và cực kỳ mượt nha mọi người. Đó, nó mượt mà không còn từ gì để diễn tả luôn mọi người ạ. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người test thử xem coi là trong bản hack này nó có những cái chức năng VIP gì ha. Thì giờ khi mà mình nhìn sơ qua cái bản hack này thì mình thấy là chắc chắn là nó có rất là nhiều chức năng VIP rồi nha mọi người. Rồi, thì đầu tiên là nói tới cái phần giao diện đi. Thì phần giao diện thì mình thấy là giao diện khá là đơn giản ha. Đó, giao diện rất là đơn giản và đặc biệt là có những cái viền LED nè mọi người ha. Những cái chế độ thì xung quanh nó sẽ có những cái viền LED để chạy này. LED RGB ha. Rồi Blockfoot Update 18 này, bản hack này dành riêng cho cái tựa game Blockfoot Update 18 nha mọi người. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ review những chức năng chính. Thì đầu tiên là ở phần main. Rồi, thì ở phần main đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là Auto Farm Level, cái này chắc chắn có rồi. Auto Farm Monitor này, Auto Farm Battery, những chức năng này quá quen thuộc ha mọi người. Rồi, Auto Farm Bot. Auto Farm Bot thì chúng ta sẽ có hầu như là tất tần tật full tất cả các con bot luôn. Thì mọi người muốn farm con nào thì mọi người chọn con đó rồi mọi người tích vào Auto Farm Bot là sẽ tự động nó farm cho mọi người ha. Đó. Auto Farm Materia này có luôn chức năng Auto Marine Island nha mọi người. Đây, Auto Marine Island là tự động tìm đảo bí ẩn nè. Đó, thì nếu mà có đảo bí ẩn thì mọi người tích vào một cái thôi thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo bí ẩn ha. Còn nếu mà cái đảo bí ẩn nó chưa xuất hiện thì khi mà mọi người tích vào là nó sẽ không có dịch chuyển mọi người đi nha mọi người, do là cái đảo nó chưa xuất hiện ấy. Rồi, có luôn chức năng Auto Farm Chest này. Đấy, Auto Farm Chest mọi người thấy không? Farm rất mượt ha. Đó, farm này, farm cực kỳ mượt luôn. Đấy. Mọi người thấy không? Farm mượt không? Đó, Auto Farm Chest thì cái này là dành để cho mọi người đi farm chest ha. Đó, Auto Farm Chest Win là nó sẽ di chuyển nha mọi người, di chuyển lại những cái gương từng đảo đó nó lụm ha. Đó, Auto Farm Bone, Auto Chase Bone, Auto Farm Observation này. Có luôn những cái chức năng Auto Fast Rave 4 ha. Cái này phát nha mọi người, chẳng hạn như mọi người phát tộc tộc này đi. Đó, mọi người phát lên nè. Chưa giữ chưa. Đó, thì cái này là dành cho những bạn nào mà phát tộc Rave 4 nha mọi người. Rồi. Đó, mọi người thấy này, phát rất là ngon. Đấy, thì ở này là dành cho những bạn phát tộc Rave 4. Mọi người phát cái nào thì mọi người chọn ở đó thì nó sẽ tiến hành nó phát tộc nè. Đấy, rồi. Thì tiếp theo nè, tiếp theo tới phần setting. Thì trong phần setting này thì chúng ta sẽ có những cái bổ trợ, chẳng hạn như là Remote Normal, Remote Extra, Fast Attack này, Wide Scan, chắn màn hình ha. Đó, cái này giúp cho những bạn nào mà farm mà máy yếu thì mấy bạn bật cái này lên là sẽ tối ưu máy cho mọi người. Anti AFK thì mọi người nhớ bật lên nha. Đó, nhớ bật Anti AFK lên để cho nó sẽ tiến hành nó đỡ bị kích ha. Rồi tiếp theo là tới phần weapon. Rồi trong phần weapon này thì chúng ta sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là Auto Elite Hunter này, Auto Capron này, Auto Sugita, những cái chức năng làm nhiệm vụ để nhận vũ khí nha mọi người. Đây, cua đua katana này, Soul Rapper này, Auto Yame này, đấy Auto làm nhiệm vụ để nhận vũ khí kiếm Yame nha mọi người. Đó, Cavendi này, Canvander này, đấy nói chung rất là nhiều này, có Auto Tushita cho mọi người luôn ha. Đó, Auto Raiden Talon, Root Human, Electric Glass, đồ cái thứ. Thì mọi người nói chung là cái bản hack này là có full luôn, thì mọi người muốn sử dụng chức năng nào thì cũng có ha. Rồi tiếp theo là tới phần Rave 4. Rồi thì do là cái bản hack mới mọi người, thì bởi vậy là những cái chức năng Rave 4 này chắc chắn có rồi. Và không phải là có nha mọi người, đó là full luôn mọi người ạ. Những cái chức năng mà về cái mở tộc Rave 4 là nó sẽ có full luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, full tính năng luôn. Đó, rất là ngon.
Rồi tiếp theo tới phần star. Rồi phần star có nghĩa là phần tự động nâng chỉ số ha. Đây thì cái này mình nghĩ là mọi người biết rồi, chẳng hạn như là năm cái chỉ số này thì nó sẽ tương ứng với lại năm cái trong đây nha mọi người. Đó, năm cái trong đây thì mọi người muốn nâng cái nào thì mọi người tích vào một cái thôi thì nó sẽ tự động nó nâng cái chỉ số cho mọi người luôn. Đó, rất là ngon. Rồi tiếp theo tới phần layer. Rồi phần layer là cái phần combat nha mọi người. Đây có PvP được cái thứ này, ambos kill, auto kill, auto run nè. Đó mọi người thấy không? Teleport nè. Đó mọi người muốn đánh nhau với ai trong server thì mọi người chọn đây ha. Đó tất cả người chơi luôn, rất là ngon. Rồi, tiếp theo là phần teleport. Teleport ở đây thì chúng ta sẽ có teleport sao 1, sao 2, sao 3, teleport sao best nè, với lại teleport đảo nha mọi người. Select island là để cho mọi người chọn những cái đảo mà mọi người đang chơi trong server á, thì mọi người muốn dịch chuyển đảo nào thì mọi người chọn đảo đó rồi mọi người tích vào teleport lại sẽ tự động dịch chuyển mọi người đi. Đó, đó là về phần teleport. Tiếp theo là phần dungeon. Rồi trong phần dungeon này thì dành để cho mọi người đi ride ha, thì cái này là chúng ta sẽ có auto buy chip được cái thứ. Rồi, tiếp theo là phần food với là phần SP. Thì phần food chúng đây thì chúng ta sẽ có là auto random food nè. Đó, auto random food. Đây, mình mới vừa random rồi được trái cao su nè mọi người thấy không? Đây, trái cao su. Một cái trái mà mình không hiểu lý do tại sao mà mình cứ random ra được trái này hoài luôn mọi người ạ. Hình như là mình có rồi. À, có rồi mọi người ơi. Đấy thì để nó đi. Đó, auto random food này, auto store food, có teleport to spam food luôn. Đó, mọi người tích lên thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái trong ví dụ trong server của mọi người, nếu mà có cái trái spam ra thì mọi người tích lên cái này thôi thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái chỗ đó để nó nhận trái ha. Đó rất là ngon. Rồi tiếp theo tới phần shop. Rồi trong phần shop này thì nó sẽ có bán những cái vũ khí, những cái vật phẩm, những cái kiếm, những cái súng rồi những cái tài nguyên đồ này mọi người. Đó chẳng hạn như Fitman Karate, Raiden Talon rồi cái thứ, rút hùng mình này. Đấy mọi người muốn mua thì mọi người chỉ cần click vào một cái thôi thì sẽ tự động mua ha. Rồi, tiếp theo là tới phần mid. Phần mid thì trong phần mid này thì vú xuống hình như là nó sẽ có cái phần ESP á mọi người ạ. ESP, ôi vậy là không thấy phần ESP luôn mọi người ơi. ESP là nằm ở trong phần food rồi nha mọi người. Đấy phần food thì vú xuống có phần ESP này. SP player là hiển thị thông tin người chơi nè. SP chat là hiển thị thông tin gương nè. Đâu rồi SP chat. Đây SP chat hiển thị thông tin gương nè mọi người thấy không? Đóng gương nặng ấy. Rồi SP David Food là hiển thị thông tin trái nha mọi người. Do là xung quanh mình là chưa có cái trái nào spam ra thì nó sẽ không có hiển thị ha. Đấy. Rồi tiếp theo nè, tiếp theo thì phần mid thì không có cái gì hết nha mọi người. Phần mid thì nói chung là bình thường. Rồi startup thì hiển thị chỉ số thôi. Rồi thì nói chung là đó là những gì mà trong cái bản hack mới nhất ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ test thử cái chức năng auto farm level với lại chức năng auto deride cho mọi người xem ha. Thì để auto farm level thì đầu tiên mọi người vào phần main. Tiếp theo là mọi người sẽ chọn phần celebrate bone để mọi người chọn vũ khí. Thì ở đây là mình sẽ chọn super human nè, tùy theo ạc của mọi người ha. Rồi tiếp theo nữa thì mọi người chọn phần celebrate farm. Thì ở đây là mình muốn có farm level thì mình sẽ chọn level farm này, rồi sau đó mình tích vào star auto farm. Đó là nó sẽ tự động đi nhận nhiệm vụ nè. Rồi tự động nó biến thành auto haki được có thứ để đánh nha mọi người. À kìa, có bạn đánh cùng mình đó mọi người. Đấy. Thì hiện tại mọi người thấy nè, do là quái chưa spam ra thì chừng nào quái spam ra là sẽ tự động lợi đánh nha mọi người. Thì nói chung là có bạn đang farm cùng mình đó mọi người. Thì bởi vậy là hơi khó một tí. Đó mọi người thấy không? Đấy, thì có bạn farm cùng mình thì bởi vậy là hơi khó một tí mọi người ạ. À. Đó, đánh rất là nhiều rồi đấy mọi người thấy không? Đánh rất là ngon ha. Đó. Thì nói chung á là cái bản hack á thì nó quá là VIP rồi. Do là đây đó mọi người thấy không? Đánh rất là ngon nè. Đấy. Do là nói chung là có các bạn farm cùng mình đó mọi người thì bởi vậy á là nó hơi ít quái mọi người ạ. Do là hai đứa farm cùng ấy bởi vậy nó hơi farm ít quái. Thì mọi người có thể thấy là bản hack này farm được hoàn toàn nha mọi người. Đấy, farm được hoàn toàn ha. Đó. Thì cái bạn này á bạn ấy farm cái lúc mà gần những cái con quái gần chết không à. Bởi vậy á là bạn ấy farm được ha. Đấy mọi người thấy không, farm ngay cái lúc mấy con quái gần chết không mà mình đánh gần chết rồi thì mấy bạn ấy mới lại farm. Mọi người đợi một tí ha, để mình đổi qua cái server khác để mình test cái chức năng auto farm cho mọi người xem. Rồi mọi người ơi, thì cuối cùng thì mình cũng chuyển qua cái server khác thôi nha mọi người. Đây thì cái server này thì chỉ có mình farm thôi. Đó thì mọi người có thể thấy này, đấy farm rất là ngon nha mọi người. Đó thì hồi nãy là do là có bạn kia farm chung với mình đó mọi người, thì bởi vậy là farm á là bị dành nha mọi người. Đó chứ còn khi mà mọi người farm một mình á thì mọi người có thể thấy là bản hack này nó rất là mượt và nó rất là ok nha mọi người, không còn cái gì để chê cả. Thì mọi người có thể thấy là chưa gì là đã 6/8 rồi. Thì nếu mà mọi người đánh bình thường mà mọi người làm nhiệm vụ á, thì mình đảm bảo cho mọi người luôn, một cái nhiệm vụ mà mọi người làm á, thì đâu đó là sẽ rơi vào khoảng gần 1 phút cho tới 2 phút nha mọi người. Tại vì mọi người đi đánh quái á, là mọi người phải gom lại rồi mọi người đánh được cái thứ. Còn khi mà mọi người sử dụng hack á, thì mọi người thấy nhàn không? Đó, mọi người chỉ cần treo vậy thôi và một cái nhiệm vụ đó xong rồi nha mọi người. Đó, xong rồi thì nó sẽ đi nhận nhiệm vụ tiếp rồi đánh tiếp. Thì nó cứ treo farm vậy tới khi nào mà mọi người không muốn farm nữa thôi ha. Đó. Đấy, rất là nhanh nè.
Đấy, thấy farm không? Đó, mình thấy farm không? Rất là ngon ha. Thì đó là về phần farm level ha. Rồi thì để bây giờ thì mình sẽ test luôn cái chức năng D-Ride. Thì để D-Ride á thì mọi người phải cần có một cái trái ác quỷ nào đó nha mọi người. Thì ở đây á là mình có cũng khá là nhiều trái mọi người ạ. Thì mình sẽ lấy đại ra một trái này đi. Đó, trái này thì nói chung là trái này không có VIP mọi người. Rồi thì sau khi mà lấy ra xong rồi thì mọi người vào cái phần Dunger giúp mình. Đây phần Dunger nè. Đó, rồi tiếp theo rồi thì sau khi mà vào phần Dunger rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người chọn phần Select Chip giúp mình ha. Đây Select Dunger đó. Rồi trong đây thì để cho mọi người chọn chip để mọi người đi ride nha mọi người. Thì ở đây á là có rất là nhiều chip, thì chẳng hạn như mọi người muốn chọn chip led đi. Đấy, mình chỉ ví dụ thôi ha. Chọn xong rồi thì mọi người nhấn là auto buy chip nè. Đó là nó sẽ đổi cái micro để nó đổi cái trái để lấy cái micro chip nè mọi người thấy không? Thì sau khi mà đổi xong rồi thì mọi người tích vào auto star Dunger. Đó, là nó sẽ tiến hành nó dịch chuyển mọi người tới cái chỗ đi ride nha mọi người. Đó, mọi người đợi một tí nè. Đó là sẽ dịch chuyển mọi người tới cái đảo đó cho mọi người đi ride nè mọi người thấy không? Đó thì đây là cái cách mà để cho mọi người đi ride nhanh nhất ha. Rồi, thì sau khi mà vào đây xong rồi thì bây giờ mọi người nhấn một cái chữ là Auto Net Island với lại Qura nè. Đó, mọi người nhấn vào vậy thôi. Thì sau khi mà mọi người đây mọi người nhớ mọi người bật ba cái này giúp mình ha. Đó thì sau khi bật dậy thì khi mà quái ra là sẽ tự động chết nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Quái ra là sẽ tự động chết này. Với lại khi mà mọi người làm đủ hết những cái nhiệm vụ trên từng đảo rồi á là sẽ tự động dịch chuyển qua đảo khác để nó làm tiếp luôn. Đó mọi người không có cần phải chờ đợi để mọi người dịch chuyển ha. Thì đó là những gì trong cái bản hack VIP này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì đó mọi người thấy không? Tự động dịch chuyển này. Thì nếu mà mọi người thấy cái video này hay và bổ ích đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và cày được thật là nhiều level cho ặc của mọi người nha mọi người. Ok, bye bye.